Đâu cải sao? Cái này chân muối. Cơm chiên thịt này. Đây là set tổ. Set này tầm 250. Set của Hùng đang làm gần đâu? Đấy, cơm chiên hải sản này. Có đá sao? Có đây quá, ít chưa đá? 1200円か Thế? Vâng. Ừ. Ừ. Hùng đây. Này là dụ mực. Mực cái nhà mình là nhà cơm này. Ok mọi người, đấy là Sapporo cái đếm nha. Sau lưng Hùng, sau lưng Hùng là cái tòa tháp nổi tiếng ở Sapporo. Lên phố dại ngố. Sapporo cái đếm mọi người. Đúng là khi mà vào đêm thì mới ánh đèn các kiểu lên thì mọi thứ nó rất là đẹp. Đâu cải sao? Cái này chân muối. Cơm chiên thịt này. Đây là set tổ. Set này tầm 250. 250 Việt Nam này. Set của Hùng đang làm gần đâu? Đấy, cơm chiên hải sản. Có đá sao? Có đây quá, ít chưa đá? 1200円か Thế? Vâng. Có Hùng đây. Này là dụ mực. Mực cái nhà mình là nhà cơm này. いただきます。そうだね。はい。乾杯。飲んじゃった。トマト。いいよ。空いてるのかな?空いてるよ。空いてるから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 。空いてる
Thịt gà chứ, tên gà chiên cái đồ Trung Quốc, nhưng mà thứ nhất là nó rẻ mà nhiều, ăn ngon phết đấy. đây là anh Minh là lấy Okada, là người quản lý nghiệp đoàn của bọn Hùng Mang Cười Hùng. Anh ấy là người gốc ở Hải Phòng. Giờ cũng đi làm như bọn Hùng, như lấy vợ thì ở lại luôn. Hôm nay Hùng lên đấy chơi để ăn uống cùng với lấy cả hai vợ chồng. Còn ngon mọi người, đồ Trung Quốc tuyệt vời luôn.